nhà nha. Hello cả nhà. Hôm nay anh em mình đi ra con bắt chuột nha cả nhà. Đi có dẫn em Trọng đi theo. Ngày nay cho em Trọng chạy trải nghiệm bắt chuột một bữa trên cồn như thế nào. Bây giờ anh em mình xuất phát đây, về bắt về nhà làm nha cả nhà. Chứ phải làm ngoài. Làm ngoài. Mưa bão quá. Mưa gió quá. Anh em về nhà làm đi. Ở đây nè, còn ai cái tốt không đường mình cũng đi luôn nha cả nhà. Anh em tới điểm bắt chuột rồi, đang lội kiếm mấy cái bụng bằng, chia ra người hướng đi tìm mấy cái bọng, tìm mấy cái hang. Trong đây có cái bọng ở trên, có gác không anh chồng? Khoan để cho kiếm mày. Kiếm đường anh đi lên cho thoải mái cái đi. Không không có. Không, đây nè, đây nè. Kiếm đường chùm. Ai kiếm đường chùm. À, đây nè, có hang đây nè, có hang đây là chùm đi. Có hang ở đây, có hang không? Chụm bằng cái rộng cũng chụm nhé. Dưa dưa, dưa cây anh Toàn. Anh lên đè xuống. Đè phải không? Đè xuống. Anh đè anh dịnh đi, đây không được. Đè muốn anh dịnh cho. Anh dịnh nó trong. Rồi buông đây. Dịnh nha, dịnh hết luôn rồi. Buông đây. Bỏ đi. Chập dịnh. Có chuột á. Cái bài này họ bắt họ không nhớ hả? Hey, một con. Em coi chừng con nữa anh chồng ơi, thấy chưa, nó lẹ dữ lắm chồng. Lại túm cái đuôi chỗ tay nhí chồng, chấm cho kỹ nghe cưng, coi chừng nó bập á. Okay, cầm chắc vô chồng, cầm lên lên nó bập cưng á. Chưa? Có chừng con nó nhé. Có chừng con nó ém đâu đó đó. Rồi giữ gỗ em mốt ra tiếp. Giữ gỗ đi. Để từ từ. Bự không nhé. Cũng chậm mà. Nhỏ hơn hổm mà. Nhỏ hơn hổm. Chưa từ từ lên bự. Khúc trên chụp cái bự. Chụp tơ rồi. Rồi làm gì làm đi. Chậm lại với vô đường này nè, không có vô đường đó đâu. Đó, anh trên anh chọt xuống. Ở đây chọt. Chưa chưa tôi đừng có động bỏ con chuột con sùng nhé. Ừ. Kìa, để như phen nha. Mí. Rồi chưa? Chưa rồi nè. À. Chú nghĩ. Chú nghĩ là chắc. Chú nghĩ là chắc. Có đó. Không. Có không? Có. Ở này phải có thôi. Ôi bọng gờn nè. Không nhẹ được rồi. Kính chỉ ngược lên trên chậm ơi. Ôi, hai con. Ô con chuột bự kìa. Mấy con, vô mấy con. Chuột con nhấc luôn. Rồi chọt đi. Đây lần xuống lần ghé chút xíu đi. Rồi chọt. Chọt thấy trời chân hồi chắc tôi vắng xong. Vô hàng. Ơi rồi. Rồi trời ơi. Sao vậy? Chuột nhỏ. Chuột lứa. Ủa bệnh sao vậy nhé? Nó chạy lộn ở dưới, nó chạy lộn ở dưới. Vô được mấy con rồi? Hai con. Vô hai con hả? Ừ. Được không? Đây. Chói. Anh rút cái vợt ra luôn đi anh chồng. Chói. Ừ. Ừ, ta dịnh đây. Cái này nẻ có hai con vậy? Vô chuột mẹ không? Vô chuột mẹ rồi. Đẻ hai con anh chồng ơi. Lứa này đẻ không sai mà. Ừ. Rồi. Kế hoạch quá gia đình. Đúng rồi, kế hoạch quá gia đình. Từ từ. Từ từ, nó ém. Xuống tới đây rồi. Em không nổi đâu, này không có được ngã. Rồi để hang, đừng phá nữa. Rồi để đi. Để hang nó đi anh chồng. Đâu coi hai chục nhé. Con này hết biết rồi. Ôi nước đáy nó văng tùm lum. Trời ơi, chuột mập. Mẹ ra mới đã đó. Ừ. Rồi, hai em nữa nha. Đây là cái cọc bằng. Cái chỗ anh em mình đi sinh tồn không cả nhà. Bắt chuột mấy con nước rong như này nó hay lên mấy cái bọng á. Ở ngoài này thì bằng nhiều lắm.
Lúc này mới ít chuột nha. Ừ. Một em. Trời ơi, trận chuột mà. Này thấy chậm. Bây giờ còn con cầm, nữa anh ơi. Cầm dưới. Cầm túm dưới. Ừ. Tới luôn anh chậm. Con này. Kỳ vậy? Kỳ vậy? Rồi. Rồi, bỏ đây đừng phá hổ anh chậm ơi, để lại đi. Bá nữa phải không? Bốn con này nha. Bá. Mập thù lù. Theo cầm đồ nghề chiều nay cho ăn gấp đôi. Thợ hớt tóc. Nghĩa mình bạn nào có lên chợ ngay bến phà cũ Kinh Đào á, tóc ra ủng hộ em mình nha. Ở trên chọt xuống hả? Nó có chuyện gan hả anh chồng? Gan chụp luôn đi. Không, ở trên chọt xuống chân. Đâu? Ở trên á. Nghe cái chớp lá đó thấy chưa? Tại anh hơi thiếu tắt thước tắt. Nhẹ nhẹ nhí cái chừng nó phóng lên trên giờ nè. Cái ổ này giống hệt ổ qua hổ luôn nè. Có con chuột anh Trầm ơi, chọt xuống anh Trầm ơi. Lú đầu ra kìa. Một rồi. Em có chuyện em nữa không? Rồi chọt ấy chọt. Ây da. Xuống luôn anh Trầm ơi. Đổ chưa? Đổ chưa nhé? Rồi, có con màu à, chỗ à. Rồi. Rồi. Được đi. Rồi, rồi. Từ từ. Cũng bự nè. Ừ. Lần này nhỏ hơn lần trước rồi. Ừ. Chục này hơi nhỏ. Ê, còn đây nữa Nhi ơi. Thôi rồi. Đó là chỗ rồi. Anh đi xích xích trong đi. Anh đi trong anh Trầm. Có tàu lá. Đi đi thôi, dạ đi Trầm ơi, đừng xin thôi. Thằng này vô rồi. Đi nhẹ nhẹ vô hả chồng? Hồi leo lên luôn à. Cá. Hồi leo lên nè. Ây da. Quá trời cái bụng này. Đâu. Ồ ơi. Gác kìa. Siêu gác. Tao đó à. Tao ngay ngoài xuồng. Dưới xuồng. Dưới xuồng hả? Hôm nay cho anh dưới xuồng. Anh Trầm anh dính vậy đi anh Trầm ơi. Say vậy. Nó cạch cạch trong đầu con chuột cũng thầm. Vợ nó lưới cho nó nhẹ vô dễ vô. Sâu dữ lắm. Sâu dữ rồi, chúc chậm nha. Sâu gì? Cây dế. Ai thọt miếng cây chổng rồi. Ừ. Không rồi. Sâu dữ vậy. Lấy ra luôn rồi. Chưa tới. Ai thục quá. Có ai thục rồi luôn kìa. Trời ơi. Cao thủ nào bắt trước rồi. Gì vậy? Sâu trắng mặt. Sau nhiều bọng thất thủ, anh em chúng tôi lại tìm được một bọng nữa. Hy vọng lần này kiếm được một em mập ú. Giọng đen anh ta. Trời ơi, chuyển kia nha. Phóng rồi cái coi. Thôi chưa. Khoan. Sao không chịu anh bản? Người ta thọ người ta chịu bản chứ. Cây dài chặt ra bỏ thọt ngắt bên đây nữa nhỉ.
cung hả? Em rồi đó. Ê, chạy lên kìa, chạy lên kìa. Rồi. Trời ơi. Trời ơi, vậy là nó lên. Nó thông. Đâu rồi? Thông. Bút trở hả? Ai biết. Không vậy. Có hàng xuống mà coi dưới rồi đập. Không. Có rồi. Có hàng rồi sao? Chấm, chấp. Rồi chọc kìa, khai công kìa, ăn chọc. Giật mình. Có lỗ lủng không vậy? Không. Có lỗ lủng không? Hết lủng rồi. Cắn à, nhí rồi. Cắn à. Rồi cầm đi, cầm nhí vô. Cầm đi. Cho nó ra đạp nó lại. Bứt phá buổi chiều không anh em? Sáng giờ thì thất bại rồi. Thất bại rồi. Rồi. Được chưa? Rồi. Rồi. Ok. Chồng đi xuống dưới đây chồng. Đừng có lên trên mũi này lắc cưng. Con này vậy nè. Chọc kia. Chụp lực mà. Rồi. Đừng phá hổng á. Rồi rồi. 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 Cho em con một em nữa. Rồi, sao này làm luôn anh chồng. Đây hổng nè cả nhà. Chồng với anh Toàn ở anh xuồng bằng chuột. Ba anh em mình đi. Được nhé. Tha bọc quá trời nè. Anh như là nó làm mà hổ dữ dữ luôn. Giọt cũng không vô. Nấu giọng đen luôn nè. Móc bọc ra nhé. Con cái hang này còn sâu hơn cái hang nãy nữa mà. Cái bên nữa. Đây nè. Rồi, phọc luôn. Gắn nhện vô cái rộng rồi kìa. Mọc em hả? Có chuột lứa nữa đó. Có. Có, nãy em thấy chuột lứa rõ ràng mà. Tay vẽ rồi nó bay ra làm sao? Có. Trên này con nó thọt lên đó. Ở trên thọt xuống đi. Thả cái bần đi. Có này. Ơi có. Có. Em thấy rõ ràng mà. Đâu lấy cây chọt cho chạy cá. Thấy cái đuôi hay nhỉ? Anh dựng nha, không cho mũi. Ai mặt không bị mũi. Ra đó. Đó, chụp lại ra chồng. Chụp kính nha, chỉ nha chồng. À. Mấy con rồi? Hai con rồi. Hai con bự không? Con bự không? Con nhiều chưa? Rồi. Ê anh chồng. Ê. Ba em. Hay quá chồng ơi. Hay quá chồng ơi. Ốp xác này nè chồng. Ừ. Phút cuối. Còn nữa. Đó, con. Phát, nó chạy ngay chụp liền nha. Mà. Lẹ nhí chọc. Bước lên cái nó đụng đi, bước lên cái này nè. Đừng gãy cây nha. Gãy. Gãy đâu gãy. Bước con dò trên dò dưới. Dò trên dò dưới. Nó mới lú ra đó. Còn. Chọc đi, nó mới lú ra mà. Gãy cây. Gãy cây ra đó. Ở dưới á, coi chừng nó ra ở dưới á. Chụp bự nha. Rồi ra. Chạy lên hả? Con được con cái nhưng mà cho nó chạy lên nữa chậm rồi cục bự thắng thế chạy nãy nó mới lú ra mà kìa nó lú cái đầu ra chạy lên nữa nó diễn cái chuột này nó diễn dữ vậy phun mí vô nhé đừng cái khó chậm
ra đó. Đó. Chưa. Dạ, dạ. Ra. Bên lại. Đó. Bốn em. Con này con nhỏ, con này con nhỏ. Ừ. Mày ra nhé. Cầm cho chắc đi nhé. Bốn con à. Phải là 20 bự nè. Nhỏ mà, nó có bự. Bự, phải là thấy luôn này, phải là chúng. Bốn con. Hút con chóp. Chuồng này về luôn à. Quá. Hồi nãy anh biết mấy chuồng vô đường nào không? Nào. Đây nè, cái chấn máy em nhìn vô nè, đó. Này nè. Ừ. Con chuồng nhí bắn chuồng vô đó đó. Lấy sình nhém lại lỗ bớt lại đi. Này. Trước tiên là mình cho sẵn cái lỗ này nè. Lỗ này đâu có gì đâu. Có không? Có này thông lên trên. Ừ. Để ở trên tương thọt xuống thì nó ra đường này. Không, hồi nãy là nó ra đường bên đó. Đây đâu ạ? Ôi quá trời rồi, quá cứ gỡ một hồi rồi hết vứt đường luôn đó. Thôi khoan nghe, từ từ nhé, sản sinh hết vết rồi mà. Khoan nghe Vịnh nghe trọng. Thì cầm tay, còn tay không? Ý, còn tay không? Còn tay nắm này đây, để anh phạm cái lỗ trên lại. Nè, nè, cầm này đi. Khoan, tay, khoan còn tay nữa mà. Rồi, được chưa? Rồi. Vịnh, ra kéo nó ra, kéo cái miệng. Kìa, còn tấm lỏng bên cái giòn nhím. Đó, đó, vô một con. Bên anh toàn hả? Ý, cái gì? Vô ảnh đi, vô ảnh đi. Hai con. Kìa, sau lưng anh Toàn. Sau lưng. Đây. Đâu? Trong trong kìa, qua bùi đó. Đây. Anh Toàn, anh chậm lạp cái nó đi vòng lại. Hết. Trời ơi. Qua bên kìa. Rồi. Rồi, chạy mất tiêu rồi. Coi vòng vòng trong bụp lá này coi chừng này còn nè. Này, chạy vô đây rồi. Kìa. Đâu. Kìa. Nghe bụp lá. Đó, nó chạy bên chạy đó. Đó. Qua bên chậm. Đâu rồi. Đây. Qua luôn đó. Để cho ngực kia chậm đó. Phát nữa chậm đó. Đây, chậm. Chính à. Trời ơi trời, như phim hồng. Cái còn chuột đực nữa. Chuột đực chạy rồi, chuột đực nãy chuột chạy ra. Như phim hồng công vậy. Kinh nghiệm. Bóng rộng nè. Em có gạn thấy không? Bóng rộng nè. Bóng rộng bự á. Này em này nè. Em coi chừng tròn á. Bỏ đại ra đi. Chụp nó xỉu luôn. Thôi nè. Cầm ngang lên nha. Cây dao rồi. Mày hả bưởi. Cây dao rồi. Hết. Lên tới đây là một cái bùm. Ê, còn bự lắm này chứ. Còn. Trọt tới bên trong. Còn ta. Nè, thấy không? Đó, vô rồi. Cho cái bên trong. Từ từ. Từ bệnh lên dưới rồi, pha còn con bự lắm. What? Rồi, buông này đi, buông. Lấy lưới chụp lại không, sợ nó qua đây nè nha. Cứ để cái cây. Buông đi. Rồi. Rồi. Em ơi. Tuyệt rồi. Coi chừng lỗ này coi có không.
Nút rồi, xong ra chưa? Trời ơi. Chục cái nữa hả? Chục cái nữa. Chục được chạy rồi. Chục được chạy rồi nè, chục được sấy nãy đó. Được nếu bự cho bá mà. Ôi coi chừng còn nữa không nha. Con này ba vợ trời. Chục ba vợ. Ba con rồi đó hả? Coi đây, còn nhí, còn nhí. Coi anh. Thật ơi hả? Ê, chọc chỗ rồi đó. Không hả? Dưới đó, chọc chỗ lái á. Rồi tới anh chăm anh. Đây, thu đợi. Thu đợi, thu đợi. Ôi, vào lòng, quá đã. Quá lời. Nhí. Ok, ok. Trời ơi, trời bắt có hai bọng mà bảy chuột. Bảy chuột. Trời ơi, cái này thấy con. Thấy ngang con. Ba con bự không? Con kia mới bự dữ. Thôi, ra xuống về. Thôi rút quần. Ok, cái dao bự đâu rồi đó? Xuống xuống. Rút quần, rút quần, rút quần. Dữ rồi, em đưa ra hết nổi rồi đó. Đúng dữ lắm nè chồng ơi. Anh đọt cái gọng có lúng luôn rồi chồng. Về thôi em ơi. Về thôi. Bạn ơi. Chào hả? Chào. Có anh chồng với chồng ba chồng luôn nè. Chồng này chồng nhỏ, chồng bự, chồng nhỏ luôn. Rồi nói nghe chồng nào cũng bự chứ nghe không á. Căn ký là bự nhất. Còn ngon quá trời, còn 13 ăn chuột, hôm nay mình về ốp chào. Cái máy của quay phim nó hết pin. Đi ngày này hết pin luôn, chưa được một phim nữa. Cho nên là không nhí ốp gì nhí. Không có đập chào. Tỏi với bột ngọt. Quá trời thơm. Vậy hả? Chưa chân thơm hả chồng? Thơm à. Tới rồi. Ngon rồi. Mình ăn chuột cũng một dĩ. Quay ngang á chồng, quay ngang. Ở quay ngang chắc xui chuột ra đây nè chồng. Nó dính vô con táo rồi, nó đâu có nó nóng. Ừ. Kệ đi, cho nó khô khô bắt đầu mình trở lại. Ừ, dằn đi. Bữa nay bắt hai cây bảy con. Hai cây đáng lẽ tám con rồi, sảy con. Sảy con. Anh làm xíu xíu anh em ơi. Xuống. Ừ, rồi rồi, phút đó chồng ơi chuột một cái nữa. Bữa nay mà phải phát hiện không nói sớm bắt nhiều, bắt nhiều lắm. Tôi chừng bắt mà. Cái chậu bọng của em chỉ đi coi chừng có. Đó nữa. Thì cái bọng của em chỉ thì mấy lần chậu trước. Đi nữa hả? Có. Đó. Mấy lần trước anh đâu có bắt đâu. Gác lại đây là nhí. Hồi cho nó gáo. Nè, đi nè, bữa nay thành quả đi cái món giò sứt cũng mất tiêu. Hai bàn chân nè. Quá trời thèo luôn. Công tử mà. Không mà tại bọng cái bọng cuối cùng để món giò dài quá đi bị xước. Ừ, lậu sình thì món giò dài là bị xước lắm. Cái bọng cuối cùng bốn con chuột bự không? Ờ cái bọng nào dò một cái hết trong, biết rồi. Nó chỉ vô bọng nào nó vô bao một bọng nhé. Còn ba con vừa ăn vừa nướng hả? Ừ. Rồi cái phần nào vàng chói ra trước đây anh Toàn. Khô hết rồi. Làm cơ thang đi. Khô hết rồi. Quá đã. Đi từ 11 giờ rưỡi mà về tới nhà 5 giờ rưỡi á. 5 giờ rưỡi chiều. Nói gì lâu mấy thằng đi lâu dữ trời. Đi thất nhìn rộng ráng kiếm cho có nè. Trong nó còn hơi trắng quá anh chồng ơi. Ừ. Nó hơi vàng ra trước đây. Ừ. Ôi. Tử vậy. Bát ngát mùi sưng nè. Bát ngát mùi sưng. Rồi vô vô vô. Mâm chuột này chấm nước chao luôn nha cả nhà. Đây muối ớt chanh đường. Đây muối ớt chanh đường. Ai thích chấm gì chấm luôn. Anh em dân giả có nhiêu chơi nhiêu. Người ba ăn chuột nhậu người ba ăn chuột. Vậy còn mấy con vừa nhậu vừa nướng luôn cả nhà. Bia chưa? Đi ra đây lại. Trời. Anh chồng. Vô trước đi. Mời cả nhà nha. Đây là nhậu chuột
cắt cái đấy. Phải con này dài người con nha. Ít ít vậy chứ ngựa con đi. Trời ơi đã. Rồi cả nhà uống đây mình ly bia nha. Trời nó chết 13. Anh Trọng Vinh Trầm có chưa? Có rồi. 13 ăn chuột này nhiêu đây là say rồi đó. Mời cả nhà ăn chuột nha. Mời cả nhà ăn chuột nha. Cả nhà ăn chuột. Vô anh Trầm ơi. Mời cả nhà ăn chuột nha. Làm ly bia trước hàng sao. Mời cả nhà uống ly bia với anh em à. Mời cả nhà anh em Trọng ơi. Anh em mình nha. Nay nhậu ba chồng luôn. Nhí tên Trọng luôn nha cả nhà. Em mình cũng tên Trọng với anh Trọng nữa. Mời cả nhà uống với mình ly nha. Ngon. Sướng của mình luôn anh Trọng. Mời móc đi nữa không Trọng? Đi chứ. Cái này là chưa sợ hả? Chưa sợ. Mệt mệt cái gì. Nè. Vui rồi. Vô nè. Rồi, uống trước đây nhé. Có cái nồi mới có. Có đùi nha. Mời cả nhà ăn đùi chuột với phim nha. Mời cả nhà ly bia luôn. Tôi thơm vậy. Cả anh hả? Thôi thiệt chắc. Mình đi chuột bắt luôn rồi này ăn nó mềm mềm nó. Mềm hơn. Nó có mỡ nó béo béo rồi hay là. Nó không có hôi. Không hôi. Chuột bằng này là con nào mới bọt luôn anh này. Ngon lắm rồi. Chuột bằng này ăn thịt nó chua chua. Ăn mặn không chua. Ừ. Chua. Chiều cũng thất thủ rồi ha. Chiều cũng thất thủ rồi. Nhờ vớt được hai cây cuối bảy con. Dạ mới uống. À, hai đây nè. Hai đây uống. Này, chồng, chồng anh đúng chồng em ấy. Ôi cái sâu dồi viên này cũng ngon quá ha. Quá đã luôn ha. Cái này là chuẩn bị xuống. Ở đây này anh em này xuống đi săn có nhiều à, ăn nhiều nha cả nhà. Con đó xuống được rồi. Phải sớm mà. Khoa chiều săn dính được con chồn ngon quá. Nè cái này chồn cũng là chồn nè. Thì bắt chuột thì dính chồn mà. Anh em mày nè. Bên kia vàng gì? Chưa. À, bên này gấp quá, người xiết rồi cho xuống. Người mới tốt ngày. Ông sợ đại ca. Đúng rồi. Đại ca quá còn nào nãy lớn nữa, lớn vậy nè. Rồi vậy. Ở đâu? Vô bò lên nghe chân chú mấy cái bờ cơ kìa. Nó lắng lẫy luôn á. Sợ đại ca không á. Bà hứa em đi vào ngoài ba cắt cỏ là không ai chứ không ai về ống. Ăn đi anh ăn trước đi ăn đứa được nè em nữa rồi rót đi ông thằng ơi ăn đi liếc cái gì trăm tủ uống với chậm kìa uống với chậm cái uống trước đi chậm. Con 4 đồng ký bình thường. Dũng chị không biết. Ok. Trời trời nhìn thấy nhắn là phục nổi. Đó là nó ở trên hay là nó ở dưới bãi không ta? Trên. Trời trời xuống bãi không? Ở trên á. Trên. Ở trên đê á. Ở chồng từng thấy con cái kia còn Dũng lùm bụi. Ông đi trước đi. Nè. Chia làm miếng lòng lòng chuột do viên này coi. Viên. Hả? Hả? Trọng. Con này béo lắm. Làm nên trọng. Ừ. Chừng mặt á nha. Không bằng kỹ ăn với bằng kỹ nghe thấy chưa này. Ở chỗ có mặt không mặt. Ủa chuột không có mặt hả? Không có mặt đâu. Thôi ta. Thì ăn mặt. Không có mặt đâu. Mặt. Thôi anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Những người nhà có yêu mến anh em mình đó, nhớ cho anh em mình một like và một lượt đăng ký nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Bye bye, bye.